So cái đó là cái tip khi bạn chụp shoot from chụp phóng sự là vậy. Tiếp cận chủ đề, nhận thức được ánh sáng, cho người ta biết ý thức được là mình đang có mặt ở hiện trường. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn số kỹ thuật mà tôi dùng chụp phóng sự. Rất nhiều cái video hay là những cái buổi nói chuyện của tôi đều liên quan đến cái chuyện là tôi chụp hình đó bạn. Phần lớn là tôi make a picture và thực hiện một cái hình. Có nghĩa rằng là tôi set up ánh sáng, rồi tôi điều khiển model, tôi posing model. Tôi có rất nhiều thời giờ để tôi chuẩn bị cái shot của mình, gồm có set máy như thế nào, you know, rồi bố cục làm sao, chọn tiêu cực thế nào. Tuy nhiên các bạn, lúc trước thì tôi chụp nhiều ảnh cưới phóng sự đúng theo nghĩa. Có nghĩa rằng là trong cái buổi tiệc cưới mà tôi đã từng làm ở bên Mỹ á, thì nó có thường nó có bốn cái phần khác nhau. Phần thứ nhất là preparation, là phần chuẩn bị, tức là cô dâu chờ make up, rồi có những bạn bè cô dâu phụ dâu ngồi nói chuyện rồi. Cái phần thứ hai là cái phần ceremony, tức là nghi thức hôn phối. Thường người phương Tây thì họ làm nghi thức hôn phối nhà thờ nhiều, tùy theo các tôn giáo của họ, nhưng phần đó là sẽ một cái ngôi nhà thờ nào đó. Cái phần thứ ba đó là formal portrait, tức là buổi chụp hình chân dung hai vợ chồng, hai họ bạn bè. Và phần cuối cùng nó gọi là tiếp tân, reception, tức là phần ai tiệc tùng bạn bè vui. Thì bạn thấy trong những cái phần đó, khi mà tôi chụp ảnh cưới thì tôi phải biết một số kỹ thuật về phóng sự. Bạn thấy nè, phần preparation là cái phần đầu tiên nè, phần nghi thức hôn phối là cái phần tiếp tân. Trong bốn cái thì ba cái là phóng sự rồi. Có nghĩa là mình làm việc với tư cách một đúng như một phóng viên, tức là mình không có can dự vô cái buổi tiệc của người ta, hoặc có nhưng rất ít, mình phải để người ta tự nhiên. Cho nên đó là tôi có chụp phóng sự. Tuy nhiên cái điểm khác duy nhất thôi, cái điểm khác duy nhất với phóng sự đời thường thôi là những người khi tôi có mặt ở tiệc cưới đó bạn, những người có mặt ở đó họ ý thức được sự hiện diện của tôi với tư cách là một photographer và tôi đang làm việc. Nếu bạn chụp phóng sự á, mà bạn chụp phóng sự đời thường và đi chơi đi du lịch là một, và đi ra đường phố chụp là hai, thì bạn cũng nên cho người ta biết ý thức được sự hiện diện của mình. Nên bạn cần phải giao tiếp. Lý do tôi nói chuyện này là vì hôm livestream rồi các bạn hỏi tôi về kỹ thuật chụp ảnh phóng sự, có nên cho người ta biết mình có mặt ở đó hay không. Tôi nghĩ là nên, mình không có trở thành một you know, a crappy photographer, tức là đi sau lưng người ta rồi chụp lén chụp bậy bạ hay là người ta, tôi không thích chuyện đó. Cho nên đó là hai cái nó khác nhau. Cái chuyện mình nên cho tới sự hiện diện của mình và ý thức được là họ được bấm máy. Kể từ khi bạn làm những cái shot sinh hoạt chẳng liên quan thì bạn không cần. Như vậy thì khi chụp phóng sự đó bạn có những kỹ thuật chụp phóng sự như thế nào? Phần lớn đó, chụp như thế này các bạn, phần lớn đó là thường khi tôi tiếp cận cái thể loại ảnh phóng sự á, thì chuyện đầu tiên tôi phải ý thức là ánh sáng. Bạn phải có một kiến thức dồi dào về ánh sáng. Có nghĩa là bạn đang ngồi đó, bạn có tiên đoán được liền ánh sáng này, nếu tôi chụp tự động thì tôi EV cộng bao nhiêu trừ bao nhiêu. Okay. Hoặc là cái hình này tôi phải cần flash như thế nào. Nếu bạn chụp phóng sự theo kiểu mà cưới ta cho mình chụp á, ý thức mình chụp thì mình có flash để biết chụp như thế nào. Sau khi ánh sáng tôi luôn luôn ý thức được là tôi đang ngồi đó, ánh sáng như thế nào, góc sáng như thế nào, thì đó là cả vấn đề lớn sẽ có dịp tôi chia sẻ. Phần lớn ảnh phóng sự của tôi á, là tôi dùng tiêu cự rộng khoảng 24, 28, 35 khá vậy. Là vì mình phải cho người xem ảnh một cảm giác là cái người đó hòa nhập trong cái buổi, cái event đó, cái sự kiện đó, nên cái tiêu cự đó chỉ làm cho cái feeling, cảm giác là mình đang có mặt ở đó. Cho nên với cái tiêu cự như vậy thì bạn cũng đừng có quá là nhạy cảm trong cái vấn đề lấy nét này nọ. Thậm chí bố cục tôi cũng tha thứ được, tại vì ảnh phóng sự
bạn phải ưu tiên những cái chuyện cái moment xảy ra, cái giây phút, cái chuyện mà action nó diễn ra trước mặt mình nó quan trọng hơn là cái bố cục. Trừ khi bạn bố cục quá là quá là ẩu tả thì về nhà bạn phải cua, bạn phải crop lại thôi, chứ phần lớn thì bạn phải biết. Nhưng mà nếu bạn luyện tập một thời gian, bạn sẽ thấy rằng là với cái tập với góc mình, góc máy 24 với một không gian khoảng từ 3-5 mét thì phần mềm sẽ ra cái nội dung của mình. Cho nên á, là một kỹ thuật chụp ở trong nhiếp ảnh phóng sự rất là phổ thông, bạn có thể tập dượt được ngay từ nhà. Nó gọi là shoot from the hip. Ok, shoot from the hip nghĩa rằng là chụp từ cái này, cái hip. Ok, thì dĩ nhiên là cái bấm cầm cái này, người ta bấm máy và chúng ta chỉ bấm máy, và thậm chí cái người có mặt ở buổi tiệc họ không ý thức được mình chụp. Chính vì họ không ý thức được nên cái sự tự nhiên họ được duy trì, họ nhìn đó, họ nhìn thoải mái, họ nhìn vui vẻ, họ enjoy, họ là họ. Thế tuy nhiên sau này thì cái từ đó là cái từ khởi đầu như vậy, nhưng mà sau này bạn không nhất thiết phải shoot from the hip, bạn shoot đúng tại cái sau này nó diễn tả một cái từ khác là chụp không nhìn vô cái viewfinder, được gọi như là kỹ thuật chụp shoot from the hip. Không bắt buộc phải từ cái hip, chụp đâu cũng được, chụp đầu cũng chụp đầu, chụp miễn là không nhìn vô đây. Và tại sao phải làm như vậy? Nó sẽ đa dạng góc máy của mình, nó đa dạng, bạn không quá bận tâm đến cái máy mình có nghiêng hay không, bố cục có đúng hay không, không bận tâm tới cái moment, cái chuyện xảy ra trước ống kính của mình. Sau cái chuyện shoot from the hip là cái chuyện bạn phải nắm. Lấy nét thì sao? Không bận tâm, tại vì rất là dễ lấy nét. Với cái tiêu cự là 28, cái vùng ánh rõ rất là nhiều, bạn gần như là bạn fire cứ chụp, bạn đừng có quá là nhạy cảm chuyện đó. Sau cái đó là cái tip khi bạn chụp shoot from chụp phóng sự là vậy. Tiếp cận chủ đề, nhận thức được ánh sáng, cho người ta biết, ý thức được là mình đang có mặt ở hiện trường. Đó là một cái kỹ thuật mà tôi thường hay áp dụng trong những ảnh phóng sự. Xin cảm ơn các bạn.